kênh YouTube Người Trong Một Nghề có gì? Giải ảo những định kiến cũng như là hiểu lầm về mỗi ngành nghề. Bức tranh thực tế về thế giới nghề nghiệp. Đưa ra những lời khuyên và định hướng dành cho các bạn trẻ về phát triển sự nghiệp. Người Trong Một Nghề, muốn biết có gì thì bấm subscribe nhé. Đây là bài viết Đi Rong, Hóng Chuyện của Ngạo đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ mời bạn lắng nghe bài viết. Nhiều khi hắn muốn đốt cháy tất cả, nhưng giá xăng RON 92 vừa tăng nhẹ 500 đồng một lít. Thế là hắn đi. Không nhất thiết phải là một chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ đơn giản là đi, theo đúng nghĩa đen của từ. Đi đâu cũng được, miễn không phải là nhà. Ý hắn là nhà. Đối với hắn, chuyện 5 giờ đi làm ra, lang thang, 11 giờ mò về nhà, rồi lăn khền ra ngủ, hoặc quăng mình lên một chuyến xe buýt trong những ngày cuối tuần mà không cần nhìn số tuyến, có lẽ là một điều vừa lạ vừa quen. Hắn vẫn thường tự nhủ, ừ thì già cả rồi, nên hay cảm thấy trong người khó ở vậy mà. Không, thiệt không hiểu nổi. Phần lớn thời gian, hắn trốn chạy khỏi đám người đông, xào xáo, cố lách ra khỏi những con đường ken dày xe cộ, cái hối hả của thành phố và mùi người khiến hắn bức bối đến tức thở. Đoạn đường về lúc nào cũng dài dằng dặc vì kẹt xe. Thoát khỏi những tiếng còi đinh tai, hắn sẽ lại vùi mình trong tĩnh lặng. Trong căn phòng có kệ sách và cây guitar cũ, đó là nơi hắn vẫn hay nấu mình, sau cánh cửa đóng im lìm. Vậy mà nhiều lúc, bốn bức tường và sự yên ắng làm hắn thấy ngợp. Tự nhiên, hắn thèm được nghe tiếng người xe ồn ả. Hắn nhớ những con phố Sài Gòn đầy màu sắc, lại nhét vào ba lô một quyển sách. Đi. Có dạo, hắn hay tha thẩn ở các bảo tàng, công viên và nhà sách, đi bộ hơn 5 cây số chỉ để mua 2 cây viết mực. Dạo khác, hắn là cà các quán cà phê sách hoặc cà phê mèo, nhưng không phải để uống cái thứ chất lỏng đang đặc, đắng chát của những tay thích triết lý. Hắn đến chủ yếu để hít hà mùi giấy hoặc sờ mó rờ rẫm cái bọn lấm lâu chảnh chọe. Nhiều lúc hứng lên, hắn lại còn đi xem phim một mình suốt 11 giờ đêm, phớt lờ cái nhìn ái ngại của nhân viên soát vé, và sau đó chắc chắn sẽ là cháo lòng hoặc hủ tiếu gõ. Nghe dở hơi nhỉ? Sơ, có hề gì, hắn thích thế. Khi được hỏi, hắn hay bảo là đi chơi, và nhiều lúc cũng làm bộ như là có một cái hẹn quan trọng lắm lắm, choáng vào thời gian biểu vậy. Ha, đi rong và chơi một mình, vui mà. Gần đây, hắn tìm được một chỗ trốn mới, mini stop. Cửa hàng tiện lợi đúng là tiện lợi, thức ăn, nước uống đủ loại, máy lạnh rì rì, wifi free và ổ cắm, mở cửa 24/7. Sài Gòn bấy giờ đang là mùa mưa, chẳng được mấy khi mà khô ráo, nhưng tâm trí hắn thì vẫn hay lang thang, bất chấp mọi thời tiết. Thế nên cắm trại ở mini stop là một lựa chọn không tồi. Hắn cực ghét phải mang một đôi giày sũng nước. Không còn rong ruổi trên đường, không còn phải dồn máu não dè chừng các ninja làng lít và mấy tay cascader chở nước đá chạy xe cúp độ phong cách Mad Max nữa. Hắn dành nhiều thời gian hơn để hóng chuyện, đọc và viết vớ vẩn. Người lui tới những siêu thị mini, cửa hàng tiện ích loại này đa phần là học sinh, sinh viên hoặc dân văn phòng. Có khi cũng gặp các chị nội trợ đản trí ghé vào mua vài món chữa cháy, hoặc các cụ ông, cụ bà dắt theo bọn nhóc tì hay đòi quà vặt. Còn hắn là đại diện cho mấy tay rảnh rỗi thích lê la, mà theo như lời mẹ hắn bảo là làm chuyện tào lao bí đao. Nói chung, đây là một nơi có nhiều thứ để hóng hớt, và hắn thích thế. Một buổi chiều, hắn mò vào Safe House, dự sẽ nuốt trọn cuốn sách mới mua cho nóng. Sau đây là 3 phút dành cho quảng cáo. Sandwich trứng và cá ngừ, một cái Kit Kat trà xanh, một lon birdie, quả ngon cho bữa tối, nhằm nhằm. Lúc tính tiền, hắn thấy ở quầy bên cạnh là một anh trung niên mặc đồng phục bảo vệ, trên tay cầm 2 ly mì ăn liền. Mắt anh chăm chú nhìn vào bảng giá các loại xúc xích, chả viên, với gương mặt căng ra như đang giải toán tích phân hay là cân bằng phản ứng hóa học nha. Khi lên cầu thang, hắn vẫn còn nghe tiếng nhân viên thu ngân nhẫn nại giới thiệu từng món một, còn anh thì cứ ngập ngừng chọn lựa. Khu vực ăn uống trên lầu vào giờ này luôn đông khách. May, chỗ yêu thích trong góc có view nhìn xuống đường của hắn vẫn chưa bị ai chiếm dụng. Ở cái bàn chính giữa phòng, một cặp sinh đôi mặc đồng phục học sinh tiểu học đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi. Hai đứa nhóc khoảng 7-8 tuổi, trông ngồ ngộ, khá hiếu động nhưng có vẻ ngoan. Đứa bên phải có lẽ là em, khều tay đứa kia. Hai, sao ba lâu vậy?
Em đói quá à. Đợi chiếu đi, hai cũng đói nè. Hắn đoán không sai, hai đứa nhóc mắt sáng rỡ khi thấy anh bảo vệ bưng cái khay tiến lại gần, miệng cười toe toét, hở mấy cái răng súng. Dì dì, có mì rồi. Ủa sao có mấy viên cá viên vậy ba? Không có thanh cua ba? Thôi ăn đi con, coi chừng nóng, nhớ thổi. Ăn mì xong cho tụi con ăn kem nha ba. Thôi để bữa sau ba mua cho mỗi đứa một cây kem thiệt bự nha. Bữa nay ăn mì thôi. Dạ. Ủa ba không ăn hả ba? Ba ăn rồi, hai đứa ăn đi. Giỏi. Hắn nuốt miếng sandwich, có gì đó ngàn ngạn, lỗi không thuộc về những miếng bánh. Hai đứa nhóc có lẽ đã quá quen với những chuyện như thế này. Chúng vẫn hồn nhiên kéo mì rột rột và xì sụp húp nước súp. Ba coi coi nè, giống Tề Thiên không? Hay là chưa bắt giới thì có. Rộ lên một tràng cười. Qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy ba cha con, hai ly mì và một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Hắn liếc vội cái kẹo KitKat vỏ màu xanh lá ngon mắt, rồi ngoái nhìn hai đứa nhóc lúc này đã chuyển sự chú ý trở lại vào mấy món đồ chơi. Hắn thở mạnh, cầm lấy cái kẹo và quyết định hành động thật nhanh. Rẹt, rớp, ráo ráo. Hắn cắn một miếng, rõ to, động tác dứt khoát và chuẩn xác. Vị trà xanh quyện với sô-cô-la lan nhanh nơi đầu lưỡi. Một miếng, rồi một miếng nữa, hắn kết liễu cuộc đời cái kẹo xấu số. Nếu như đó là một cái clip quảng cáo của Thái Lan, thì hắn sẽ bước tới và đặt cái kẹo vào lòng bàn tay bé bé của một trong hai chú nhóc. Sau đó, hắn sẽ ra dấu, rồi nháy mắt một cái và mỉm cười quay đi, để lại sau lưng hai cặp mắt long lanh và vui sướng. Về chưa tới chỗ ngồi, hắn chợt khựng lại. Một cái kẹo chia cho hai thằng nhóc á, có gì đó sai sai. Và sản phẩm KitKat Chunky Double Caramel sẽ hiện lên cái véo giữa màn hình đã làm nhòe phong, với dòng chữ cùng nhau chia sẻ, nhân đôi niềm vui theo sau. Hắn thở dài, ba cha con đã rời đi trong lúc hắn đóng quảng cáo. Thực ra thì đã có lần hắn làm như thế, y như trong quảng cáo, trong một tình huống tương tự. Mẹ thằng bé bắt gặp hắn đang đưa que kem cho con chị. Chị nhất quyết không để thằng bé nhận, mặc cho nó sụ mặt méo máu, còn hắn thì sượng trân. Cảm ơn rồi trả lại cho chú đi con. Chú cơ đấy. Chị cảm ơn, nhưng không cần đâu em. Chị quay ngoắt, nắm tay, dắt thằng bé nước mắt ngắn, nước mũi dài đi mất. Để lại hắn và cây kem đứng trơ như tượng. Dạo đó Minh Béo chưa nổi tiếng như bây giờ, và hắn thì cũng không tới nỗi béo lắm cho cam. Cô Thu Ngân nhìn hắn lắc đầu. Đi đi con, bảo vệ tới hốt mày bây giờ. Hắn hiểu, lòng tốt thật ra không phải điều gì quá to tát, nhưng cũng không đơn giản chỉ là chuyện cho đi. Cây kem đó có thể coi là một sự xúc phạm, hay là sự thương hại theo kiểu kẻ cả không? Nếu đặt không đúng chỗ, lòng tốt đôi khi sẽ trở thành một sự lố bịch, hay thậm chí có thể làm người khác tổn thương. Muốn làm người tốt cũng phải tinh tế chứ đùa. Hắn đã ngộ ra một sự thật đau lòng như thế trong khi nhấm nháp cây kem. Nhầm nhầm, kem ngon. Giờ thì hắn nhìn cái vỏ kẹo trên tay, vị ngọt vẫn còn gắt nơi cổ họng. Hắn tự nhủ rằng mình đã làm đúng, vì lúc đó hắn chỉ còn đúng một cây kẹo, và dạo này hắn lại còn trông hơi béo nữa. Nhưng thực lòng hắn vẫn cảm thấy áy náy. Giá mà lúc nãy hắn mua hai cái kẹo thì hay. Hoặc đáng ra hắn nên mua thêm một cái KitKat Chunky Double Caramel. Một chuyến đi rong khác, vẫn là mini stop trong giờ tan tầm. Bưng cái khay lên, chưa hết cầu thang đã nghe tiếng con nít oang oang. Hắn nuốt nước miếng đánh ừng ực. Ra là một ông cụ non. Trời xem kìa, chắc cũng chỉ xem hai nhóc thì hôm trước, nhưng điệu bộ thì chững chạc hơn nhiều. Áo trắng đóng thùng, caravat màu Bordeaux in huy hiệu một trường quốc tế, giày tây mini, ba lô to như vali với bánh xe và quai kéo. Cô cậu đang xem một quyển sách về động vật dành cho thiếu nhi. Hồi bé hắn cũng mê tích thò lò loại sách này. Rắn là một loài bò, xác không chân. Mẹ, mẹ, sao rắn lại là một loài bò hả mẹ? Là bò xác chứ không phải bò đâu con. Im lặng một chút cho mẹ nghe điện thoại coi. Chị mẹ ngồi đối diện, ăn mặc rất mốt, với cặp kính râm đen to tướng che nửa khuôn mặt. Một tay chị bịt tai, tay còn lại nghe điện thoại, trong khi ông con cứ liên tục thắc mắc về con rắn bò, máu nóng máu nguội, con gà của bà nội cũng đẻ trứng vậy, nó có phải họ hàng với con rắn bò hay không? Hắn mém sặc vì những câu hỏi trời ơi của thằng nhóc. Tự nhiên, hắn nhớ cái hồi còn lỏng chỏn, hắn cũng hay hỏi mấy câu tréo ngoe cản ngỗng kiểu như
Ba, sao mình kêu con cá này bằng con cá hố ba? Tại nó ở trong hố hả ba? Ở cái tuổi này, trẻ con đứa nào cũng tò mò, thấy cái gì cũng thắc mắc, theo cái cách mà người lớn bức xúc kêu bằng. Nó cứ hỏi tới hoài, biết đường đâu mà trả lời. Hắn biết người lớn đôi lúc cũng xem những câu hỏi của trẻ con đơn giản là những câu hỏi của trẻ con và không dành cho chúng câu trả lời thỏa đáng. Người lớn nhiều khi do không đủ kiên nhẫn để giải đáp hoặc là coi nhẹ sự nghiêm túc trong những câu hỏi tưởng không khó mà khó không tưởng của bọn nhóc. Bản thân hắn đôi khi cũng phát cấu với thằng em họ mới lên 8 vì cứ họ dồn dập chuyện từ lòng đất ra đến vũ trụ, từ Á sang Âu rồi lại đánh một vòng trở về đám lục bình trên con sông sau nhà. Phải chăng là vì người lớn nên ta dễ tự cho mình cái quyền xem những câu hỏi của trẻ nít là những điều không đáng bận tâm? Khi nào lớn con sẽ biết? Khi nào con mới lớn hả ba? Khi con không còn nhỏ nữa. Thật may mắn, Internet trở nên phổ biến vừa đúng lúc mà hắn bắt đầu lớn. Những thắc mắc, tâm tư được giải đáp dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ Google cái gì cũng biết, hay thật. Chị mẹ nghe điện thoại xong, khoanh hai tay trước ngực, đánh mặt làm vẻ nghiêm túc nhìn ông con lơm lơm. Ông con tay vọc mấy trang sách, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào cặp kính râm đen thui, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn suýt bật cười thành tiếng, trông y như một cảnh phim Hàn Quốc, lúc mẹ của nam phụ đối diện nam chính, cũng tay khoanh trước ngực, kính râm to tướng, nhòm nhau lơm lơm. Cậu hãy thôi ngay việc theo đuổi con trai tôi đi, cậu cần bao nhiêu tiền? À, thật ra là chị mẹ bảo thế này. Con là mẹ thấy xấu hổ quá à. Ồn ào không thể tả. Mẹ đang nghe điện thoại mà con cứ hỏi là sao? Nam chính chu môi. Thì mẹ với cô Thảo rủ nhau đi chơi suốt ngày có ở nhà đâu. Con phải tranh thủ hỏi chứ. Chị mẹ phì cười. Được rồi anh hai, đưa sách đây tôi coi coi. Ủa con thấy con rùa nó bò hả chứ có thấy bò sát đâu mẹ. Mẹ mẹ, động vật có vú là sao hả mẹ? À, bây giờ thì con đã hiểu. Mẹ mẹ con được sinh sản như thế nào vậy mẹ? Con nghe ba nói là... Đi về. Hắn liếc thấy đôi sinh viên ngồi sau bàn hai mẹ con đang nhìn nhau khúc khích. Nghiêm mặt làm ra vẻ đạo mạo, hắn cố nén một tràng cười. Nhí nhố quá thể, đúng là cái bọn giặt con, không thèm chấp. Hắn thở ra một tiếng, bây giờ thì sự yên bình đã quay trở lại để có thể đọc sách. Xem nào, truyện cổ tích dành cho người lớn, Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện còn tiếp. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ Spy Room chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.